Trong đêm nay và ngày mai, đới gió đông nam ẩm tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh. Vì thế, ở Bắc Bộ trời nhiều mây, hiện tượng sương mù dày tiếp tục lặp lại trong khoảng thời gian đêm muộn và kéo dài đến sáng mai, nên khoảng thời gian sáng và trưa mai sẽ là lúc mà tình trạng ô nhiễm diễn ra gay gắt nhất. Đến trưa và chiều mai, Bắc Bộ giảm mây, trời chuyển nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ vẫn cao từ 23 cho đến 25 độ. Khí lạnh yếu đi, đêm nay cả miền Trung phổ biến nhiều mây và hầu như không có mưa. Có chăng cũng chỉ là tình trạng sương mù nhẹ xảy ra ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Đây cũng là khu vực miền Trung có nhiệt độ đêm thấp, chỉ dao động trong khoảng từ 17 cho đến 19 độ. Trong khi đó, ở phần phía Nam, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ đêm dao động trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Sang ngày mai, cả miền Trung sẽ có nắng về trưa và chiều. Cường độ nắng dù không mạnh nhưng nền nhiệt miền Trung ngày mai vẫn giữ được đà tăng. Cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ là từ 26 cho đến 29 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, trong đêm nay, sáng sớm và chiều tối mai, ở khu vực miền Đông, vùng biên giới Tây Nam có khả năng xuất hiện những cơn mưa dông trái mùa. Vì thế, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Nam Bộ sẽ chỉ trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa giảm thấp. Còn ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5, nhưng mưa rào và dông mạnh khiến cho tầm nhìn xa thường xuyên thấp từ 4 đến 10 km. Trong khi ở khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5, mưa dông không có nên tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.